Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy khoan bê tông của hãng Bosch. Máy khoan này sản xuất tại Đức. Và nếu mà anh em nào mua thân máy thì giá 4 triệu 9, và nếu mà máy pin sạc thì 7 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì pin co và một nguyên thùng. Máy này nó sản xuất tại Đức. Mã của nó là GBH18 V-26. Nguyên thùng sạc của nó là điện 120V và nó có catalog đầy đủ. Catalog đầy đủ nha anh em. Đây. Hãng Bosch thì rất là nổi tiếng về bê tông, và đặc biệt cái thân máy này nó sản xuất tại Đức nữa, và nó nêu trăm trăm. Thì nó khoan đục lỗ 26 trở lại. 26 khá là to. Và catalog tiếp này, rồi cây đo, và nó là sử dụng đầu SDS SDS 13 nha anh em. Đây SDS 13, và thân máy cũng rất là gọn nhẹ. Rồi nó có 4 cấp độ nha. Cấp độ đây là cấp độ đảo để nạy gạch lên. Khi mà anh em muốn nạy gạch thì nó sẽ nạy lên như vậy. Và cấp độ khoan khoan và búa và khoan. Thì cái máy này nó sản xuất tại Đức, thì anh em xem này, Make in Germany luôn đấy. Cái đầu nó là 13 đấy, bắt rồi luôn nha anh em. Có hai cấp độ điều chỉnh trái này, điều chỉnh phải này. Máy này mà anh em đi làm máy lạnh thì rất là tuyệt vời. Đấy. Và có đèn luôn, có đèn luôn, pin co. Pin co thì những anh em muốn mua pin thêm thì 1,5 triệu một cục pin co 18V từ Mỹ về. Pin co siêu tiết kiệm pin. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì nguyên thùng này là 7 triệu. Cảm ơn anh em.